Chẳng biết từ bao giờ đoàn bánh tét lại luôn xuất hiện trong mâm cỗ ngày Tết của người Nam Bộ. Cũng ít ai biết được nguồn gốc và ý nghĩa Tết phải có đoàn bánh tét trong nhà. Nếu miền Bắc, ngày Tết có bánh chưng xanh gắn liền với sự tích bánh chưng bánh dày của hoàng tử thứ 18 con vua Hùng là Lang Liêu, với ý nghĩa tượng trưng cho trời tròn, đất vuông, thì bánh tét cũng có những câu chuyện ly kỳ về nguồn gốc và ý nghĩa riêng của nó. Theo phong tục ngày Tết, nồi bánh tét được nấu vào đêm 30 giao thừa. Cả nhà sẽ thức chờ quanh nồi bánh, tạo nên không khí ấm cúng, sung túc của buổi sum họp gia đình ngày Tết. Theo người Nam Bộ xưa, dịp Tết thường gói hai loại bánh tét là bánh tét chay và bánh tét mặn. Bánh tét chay để cúng ông bà, trời đất. Bánh mặn dùng trong bữa ăn, ăn kèm với củ kiệu, dưa chua, thịt kho tàu. Còn về nguồn gốc bánh tét từ đâu mà có từ khi nào thì vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Một số chuyên gia nghiên cứu văn hóa lý giải rằng, rất có thể đoàn bánh tét mà người miền Nam dùng trong ngày Tết là sản phẩm của quá trình giao lưu văn hóa Việt Chăm, hay cũng có thể là sự kế thừa những giá trị của lớp tiền nhân đi trước để lại. Khi người Việt bắt đầu khai hoang, mở rộng vùng đất phương Nam, do sự hòa lẫn và tiếp thu cái mới, trong đó có tín ngưỡng thờ thần lúa, nên người dân Việt đã học và làm món bánh tét như ngày nay. Bên cạnh nguồn gốc ra đời của bánh tét là sự giao thoa văn hóa, thì ông bà ta còn kể lại cho con cháu những giai thoại của việc hình thành bánh tét. Nổi bật nhất là câu chuyện chiến thắng giặc xâm lược lừng lẫy của vua Quang Trung khi đánh bại quân Thanh vào ngày Tết. Đây cũng là một câu trả lời cho câu hỏi bánh tét có nguồn gốc từ đâu. Năm 1788, khi nhà Lê sắp bị diệt vong, vua Lê Chiêu Thống vì muốn giữ ngôi báu nên đã dùng đến cách nhờ nhà Thanh cứu giúp. Triều Thanh nhân lúc này cho quân sang biên giới nước ta, gây ra cuộc sống cực khổ cho người dân. Trước tình hình đó, ở phía Nam, Nguyễn Huệ tự xưng hoàng đế, lấy hiệu Quang Trung đứng lên đánh giặc. Chỉ còn vài ngày nữa đến Tết, nên vua Quang Trung quyết định cho quân ăn Tết sớm để tiến quân ra Bắc. Vì tôn kính trước vua Quang Trung, một quân lính đã dâng lên một loại bánh được gói trong hình trụ bằng lá chuối. Ăn xong, vua khen rất ngon. Khi được hỏi, người lính này nói loại bánh này là loại bánh mà người vợ ở quê nhà thường gói để ăn theo bên người. Mỗi lần ăn, anh ta lại nhớ đến vợ, nhớ đến quê nhà. Nghe vậy, vua Quang Trung rất cảm động và ra lệnh cho mọi người học gói loại bánh này để ăn vào các dịp Tết và đặt cho cái tên là bánh Tết. Chiếc bánh hình tròn, dài, bảo quản được lâu, dễ dàng mang theo, không cồng kềnh, lại có thể vừa đi vừa ăn, không cần phải nấu lại, mà quân sĩ lại đầy đủ chất dinh dưỡng. Vậy vì sao lại gọi là bánh tét? Quý vị và các bạn thân mến, giống như nguồn gốc ra đời, ngay cả cái tên bánh tét cũng có rất nhiều câu chuyện lý giải cho cách gọi này. Như trên đã nói, bánh tét còn được gọi là bánh tết. Về sau, vì tính chất vùng miền, bánh tết được độc trại thành bánh tét. Đây là cách lý giải thứ nhất. Có lý giải khác cho rằng, tét là một hành động cắt bánh mỗi khi ăn loại bánh này. Khi người xưa đi đường xa hay đi làm ruộng đồng, thường mang theo loại bánh này để ăn. Tiện tay, người dùng sẽ dùng chính sợi dây buộc đoàn bánh lúc gói để khoanh tròn đầu bánh đã lột, rồi tét thành từng khoanh nhỏ ra. Vừa nhanh, vừa tiện lợi, không cần cồng kềnh mang theo dao hay dụng cụ cắt. Dần dần, bởi cách tét bánh bằng dây này mà người địa phương thuận miệng gọi loại bánh này là bánh tét. Ý nghĩa bánh tét ngày Tết. Theo quan niệm cha ông xưa, cũng giống như bánh chưng, những loại bánh hay thức ăn sử dụng trong ngày Tết, tất cả đều có ý nghĩa thương nhớ người xưa, cầu chúc cho sự ấm no, sum vầy của gia đình, đa tạ trời đất đã cho người dân mùa lúa thuận lợi, và bánh tét cũng không ngoại lệ. Bánh tét truyền thống được bọc nhiều lá bên ngoài, tượng trưng cho mẹ bọc lấy con, mang mong muốn sum vầy của người Việt vào ngày Tết. Không chỉ vậy, bánh tét xanh nhân đậu màu vàng gợi cho người nông dân màu xanh của đồng quê, gợi cho ta niềm mơ ước an cư lạc nghiệp của một mùa xuân an bình cho mọi nhà. Chiếc bánh tét hay còn gọi là bánh tết nhìn giản đơn nhưng thấm đẫm nhiều ý nghĩa, mong muốn gia đình luôn sum vầy ấm no.
Vì vậy, theo phong tục ngày Tết, cứ tối 29-30 Tết, cả gia đình thức khuya quay quần quanh nồi bánh. Trẻ thì đô đùa hay phụ ông bà chùm bếp lò. Người lớn thì thi nhau gói bánh, tạo nên không khí ấm cúng, sung túc của ngày Tết. Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, thì văn hóa ẩm thực cũng phát triển theo. Ngoài bánh tét truyền thống, thì còn có thêm nhiều loại bánh tét khác được làm công phu, đẹp mắt, thơm ngon chuẩn vị. Chẳng hạn như bánh tét Trà Cuông, nổi tiếng nhất nhì miền Nam, có nguồn gốc từ Trà Vinh. Phần vỏ bánh được làm từ nếp, được chọn lọc kỹ lưỡng. Bánh được phối bởi các màu tự nhiên như màu của lá ngót, màu hoa đậu biếc, lá dứa, lá cẩm, v.v. Nhân của bánh tét Trà Cuông là sự phối hợp hương vị đặc biệt giữa những nguyên liệu như đậu xanh, thịt mỡ, tôm khô, trứng muối. Nếu có dịp, bạn hãy thưởng thức thử nhé. Tuy nhiên, cần chọn đúng bánh tét chính gốc Trà Cuông. Với người Nam Bộ, rất thích tận dụng những sản vật sẵn có, cây nhà lá vườn, nên còn có bánh tét chuối. Chuối là đặc sản khắp vùng, nên bánh tét chuối không có nguồn gốc từ một địa phương cụ thể. Chỉ biết loại bánh này, trẻ em vô cùng yêu thích bởi vị ngọt, dễ ăn của nó. Ngoài ra, những người ăn chay cũng có thể dùng. Phần vỏ bánh tét chuối được làm từ gạo nếp, hoặc thêm hạt đậu đen, đậu xanh, kết hợp với mùi nước cốt dừa thơm béo. Nhân bánh có vị chuối sứ ướp đường, hương vị ngọt ngọt của chuối, cộng với cảm giác béo bùi của vỏ bánh, tạo ra một hương vị bánh tét quê vô cùng tuyệt vời. Còn nhắc đến bánh tét lá cẩm, có lẽ nổi tiếng nhất ở Cần Thơ là loại bánh có hình thức vô cùng bắt mắt. Vỏ bánh có màu tím do lá cẩm mang lại. Phần nhân bánh bao gồm thịt mỡ, đậu xanh, trứng muối. Khi các bánh tét lá cẩm thành những khoanh khác nhau, bạn sẽ thấy chúng rất đẹp mắt, giống như những cánh hoa tím nhụy vàng vậy. Bánh tét lá dứa truyền thống cũng là một loại bánh tét vô cùng nổi tiếng. Phần gạo để làm vỏ bánh sẽ được ngâm cùng với lá dứa để tạo màu xanh. Nhân bánh là sự kết hợp hoàn hảo giữa rất nhiều nguyên liệu khác nhau như đậu xanh tách vỏ, thịt ba chỉ ướp hạt tiêu. Vậy bánh tét giống và khác bánh chưng như thế nào? Bánh tét là món bánh rất thú vị, độc đáo ở cách gói, lại thơm ngon ở hương vị. Tương tự như bánh chưng, bánh tét cũng gồm những nguyên liệu của vùng quê nông thôn như gạo nếp, đậu xanh, thịt heo. Nhưng bánh tét khác bánh chưng ở chỗ, bánh chưng chỉ được làm bằng gạo nếp trắng, còn bánh tét thì có thể phối hợp thêm bằng đậu đen hoặc gạo nếp cẩm hay các loại nếp được nhuộm màu tự nhiên. Nếu bánh chưng được gói thành hình vuông bằng lá dông, thì bánh tét được gói bằng lá chuối, gói theo hình tròn, dài. Luộc bánh tét tương tự như luộc bánh chưng. Bạn cần xếp bánh vào nồi một cách cẩn thận, nấu nước sôi. Bánh muốn chín thì cần phải đủ 8 tiếng trở lên, nên bạn cần phải canh lửa liên tục để bánh chín đều. Cách thưởng thức hai loại bánh này cũng gần giống như nhau. Khi ăn, thay vì dùng dao để cắt bánh, người ta sẽ dùng sợi dây lạc cột bánh để cắt thành những lát bánh tét có độ dài vừa phải. Lạc dùng để cắt bánh tét thường được tước nhỏ. Tay trái cầm bánh tét, tay phải cầm một đầu của dây lạc, đầu còn lại của lạc được cắn vào miệng. Sau đó, khoanh tròn lạc quanh bánh đã lột bỏ lá và cắt từng khoanh bánh. Với bánh chưng cũng dùng dây cắt thành từng gốc phù hợp với người dùng. Để tăng khẩu vị cho món ăn, bánh tét hay bánh chưng có thể ăn kèm với các món dưa chua như đu đủ, cà rốt muối, củ kiệu, su hào muối, v.v. Hoặc sau những ngày Tết, nếu cảm thấy ngán, chúng ta có thể chiên vàng từng khoanh bánh tét và thưởng thức chúng theo một cách mới lạ hơn. Món mới, bánh tét chiên, bánh chưng chiên với vỏ ngoài chín vàng và giòn rụm, kết hợp với nhân bánh đậm đà mang đến hương vị mới cho ngày Tết thêm trọn vẹn.